chơi giết chết. Giết đầu giết sống cho à. Mấy bò đầy mặt vô cá đó, mấy bò đầy mặt. Quá ngon quá. Nè, bò đầy mặt à. Không bò đầy mặt gì đó, con sống nè. Đây, con này con sống nè. Ăn đi. Cá rồi. Cá rồi. Thắm cá với vô lai chăm ăn con cuộc sống. Yeah. Quất luôn. Từ từ nha. Ghê quá cứ từ từ, cứ từ từ, cứ ăn từ từ, không có cần phải gấp, không có thời gian. Ăn cái đầu trước xong mình em xanh mặt luôn. Từ từ chịu mấy lần á, chầu này chịu mấy lần á, hai chầu chầu này chầu sau nữa mà trên tấm là nè, trên luôn. Hai cảm ơn. Ủa chết rồi, không phải rồi. Lại nha. Hai. Chưa vô kìa. Ngay chưa đứt vậy. Hai. Nó chưa đứt được cái đầu nữa. Nó có cái con ở trên đầu vậy. Nó thấy mày còn đứt. Ngay cái kia trước. Ngay cái này trước này. Có nước mắm. Không đứt. Có dầu mè. Dầu mè. Trộn đi vô đi. À, nhìn ta vậy nè, nhìn a a a a không đứt sao ăn. Cố lên, cố lên, cố lên. Thành thử cái vô lòng về vô lên chấm vô. Con này lớn quá. Không, cứ từ từ ăn. Chấm vô mè, từ từ ăn. Công nhai nãy giờ rồi. Mẹ không đứt rồi chị. Đúng đó. Con già. Em ơi, cho thêm cái chén này nữa cho nó dễ. Thôi cắt cho đi, cắt cho đi. Cắt cho nhỏ ăn đi chứ vậy sao nhỏ ăn được. Không đứt bị luôn. Ừ, cắt phải cắt cái thằng này bỏ đi. Cho cái miệng. Cắt cái thằng này đi. Rồi đó, thằng này ăn sao? Đó. Đi thôi vô cùng 100. Nó sủi, nó sủi. Nghĩ sao nó nuốt được. Sai nuốt luôn, có lẽ. 50% rồi, 50%. 50% rồi. Cái làm đôi thôi. Cái này dễ rồi. Cắt làm đôi thôi. Mà dai lắm, nó dai. Thôi một kèo thôi. Thôi. Ra rồi mà. Cắt ra với vậy sao em nuốt. Rồi, em dám ăn rồi cá mà ta phải đưa cái con nó bay chỉ vô mặt này chứ tự nhiên cá làm nó chết thì chị cá làm chi. Thôi. Đây, ủng hộ tinh thần á. À, nè. Nó bò đầy mặt mà. Nó còn bò nè. Thử miếng à. Ấy trời. Thử miếng à. Thử để biết cảm giác như thế nào. Chăm nó nguyên cân, ăn được hai. Nó đâu có bị tanh đâu đúng không? Không, giòn nhưng mà điều nó dai quá. Dài nhát à. Dài thôi chứ nó không có bị tanh đâu. Không gì vậy à. Ở cái mặt cái nó ịt ra kìa. Ý, ịt, ý. Mẹ con này hả, cho vô bồ tạc đi. Quá ghê vô chị ăn luôn hả? Ừ. Em chứ sao cá không à, cá không không cá nữa đâu không phải đứng hỏi luôn rồi hả? Hết rồi còn cút. Mà nó không đứt, nó trọng luôn á. Cái này hả, không đứt hả hay cái đầu nhai không đứt. Ủa là cắt này nó đứt nè, nhai đứt mà con nhai nó không đứt cũng kỳ vậy ta. Không mà tức là miếng này mình nhai thì đứt nè phải không? Ừ. Không, tại nó thua rồi.